AK shop giới thiệu anh em video review Honda Winner 150 với đèn mặt nạ mắt cú với hai quả U7 4 LED lưu xenon và tổng hai chức năng đều PC nhanh. Và đây toàn bộ sản phẩm khi chưa lên đèn. Ban ngày khi các bạn chưa mở tờ mi, các bạn bật xi nhan, đến lúc xi nông chế tắt làm xi nhan cho các bạn. Khi các bạn mở công tắc đèn tờ mi, lúc này hai quả U7 cùng với 4 lưu xi nông sáng ở chế độ tờ mi. Trên video các bạn đang xem lúc này là U7 đèn dòng ngoài xanh dương, mắt quỷ bên trong màu đỏ, lưu xenon màu xanh màu đỏ. Và tất nhiên màu sắc LED các bạn có thể tùy chọn theo cầu khi lắp đặt. Khi bạn đang mở chế độ dummy, các bạn bật xi nhan, LED lưu xenon vẫn chấp tắt làm xi nhan cho các bạn. Và trong quả đèn U7 vẫn có đèn chiếu sáng phụ trợ màu trắng với ba chế độ sáng và chớp tắt và chế độ sáng. Tắt đèn mi. Khi bạn tắt đèn mi, đèn trở về như bình thường ban đầu. Sản phẩm được thương hiệu AK Shop